phiên bản mới mang theo muôn vàn thay đổi. Những con bài từng bị quên lãng, sau khi được buff, bỗng trở thành carry vô cùng mạnh mẽ cho anh em leo rank. Hôm nay hãy cùng cà phê nhân phẩm học hỏi cách Kesoju pro build đội hình 6 đấu sĩ với một con bài độc lạ, lần đầu xuất hiện là Olaf Carry để có thể mang về top 1 mãn nhãn nhé. Hiện kênh đang bị mất đề xuất nên xin anh em một like, một sub để các cầu thủ khác biết đến cà phê nhân phẩm. Còn giờ anh em mình vào việc. Cổng dịch chuyển hôm nay mới được thêm vào ở bản 14.1, nơi sẽ cung cấp một vương miện chiến thuật ngay từ đầu game. Đầu trận khá thọt khi ba rau quái chỉ đem về kiếm cùng cái nịt. Nâng cấp đầu tiên là vàng, đánh quái ra hai đấu sĩ. Anh nghĩ một lát và quyết định một lối đi riêng, chốt luôn quá lớn để sụp đổ. Các đấu sĩ sẽ gây sát thương nổ khi nằm xuống. Nói cho dễ hiểu thì nó tương tự con Javan hóa kỹ nổ mùa trước anh em ạ. Gặp luôn một nhà chung ý tưởng, nhưng họ đã có siêu sao Olaf, còn cả Disco bóc tóc đánh cùng hồi máu thì quá khó rồi. Dù vậy, bốn đấu sĩ như bốn quả bom nổ chậm, anh thành công kéo theo hai chest, thua không quá đau. Bán tam ken siêu sao nhằm đợi Olaf cũng như tích 30 vàng. Với chỉ ba đấu sĩ thì một trận thua nguyên nhà là không thể tránh khỏi. Đi chợ nhặt con chuột cầm cung, tiếp tục lì lì để bốn con trên sân giữ chuỗi thua. Hạ gục được một kẻ địch đã là quá thành công. 2.6, me me đỏ nhà Hastil, bán luôn Gragas chỉ để hai chest, nhưng hơi đen lại không gặp, nguyên nhà vào mồm luôn. Anh có chuỗi 5 với 65 máu còn lại. Rôn trộm mấy cái trong quái. Và đây rồi anh em ơi, Olaf siêu sao đấu sĩ luôn mà. Đập đá khá chôn khi chỉ thêm cung cùng hai gậy. Gặp một nhà khá ác quỷ khi đã có luôn Cassante siêu sao Hastil cùng Ezreal. Tưởng đâu đã phải thua khi Olaf cầm đồ lại đánh vào Cassante. Nhưng không, con Olaf 2 còn lại lòn xuống tiếp cận ở hàng sau. Với hút máu theo phần trăm máu đã mất thì không quá khó để hạ gục Lulu cùng Senna. Mất nguồn sát thương thì lũ còn lại cũng biến thành bao cát cho Olaf thoải mái chặt chém. Anh có chiến thắng đầu tay. Nâng cấp 2 tiếp tục là vàng. Anh lấy ma cà rồng, bổ sung máu cũng như hút máu toàn phần cho team mỗi khi máu linh thú mất đi. Gặp lại bản sao của mình, Olaf địch đang hơn một đồ. Dù đã lắp luôn cuồng đao, nhưng Olaf của ta lại mất quá nhiều thời gian với Na. Không còn mạnh khỏe trước cuộc solo thì kết quả cũng đã rõ. Sát thương khi nổ cũng không thể kéo theo đối phương. Anh đành chấp nhận thua 3 chết. Gặp mấy nhà vừa tanh trâu vừa carry cầm đồ phía sau như ông này thì đành chịu thôi anh em ạ. Olaf vẫn rất khỏe với khả năng hồi máu liên tục, nhưng Afe thì không dễ dàng để hắn thoải mái làm chuyện đó. Anh chắc dẫn lối tung ra, không có kháng hiệu ứng nên tiểu phu đánh bất lực chịu trận. Kesoju nhận trận thua thứ hai. Đi chợ nhặt Ari cầm giáp, làm cái quyền năng tối ưu đồ thôi. Roll rất nhanh và nhiều, nhưng do trùng bài nên dù chỉ thiếu một con vẫn không thể ra. Dù vậy, cá chê 3 cùng 4 đấu sĩ với set vừa được cho vào sân cũng là sự bổ sung khá ổn. Vừa update thì gặp ngay một ông có chim bùa xanh cấp 7. Trông quỷ chưa? Cá chê dù mạnh nhưng không khác gì bị thịt. Olaf mất quá nhiều thời gian với Cassante, còn bị rác liên tục choáng thì hết cứu. Xuyên qua được hàng thủ thì Jin đã tích được rất nhiều ụ súng. Anh đánh thua đáng tiếc. Các bài carry tay ngắn như Yone hay Jack gặp Olaf thì chỉ có chuối free thôi anh em ạ. Nhìn đây, Jack nhảy và nện rất nhiệt, nhưng Olaf có hề hấn gì đâu. 25 số quyền năng, thêm móng vuốt thì càng thấp máu chỉ càng làm hắn thêm mạnh mẽ. Hạ xong Jack thì Olaf cũng trở nên không thể ngăn cản với rất nhiều số cuồng đao. Chiến thắng đã trở lại với Kesoju. Săn sói được thêm 2 mảnh găng cùng cái váy. Cầm 60 vàng mà roll không ra thì chỉ có game bịp thôi anh em nhỏ. Mà cũng khó phết. 30 vàng, con Olaf cuối cùng mới chịu ló mặt ra. Olaf 3 thì gần như là end game rồi. Tầm này làm gì có con nào đủ sát thương dứt điểm gã tiểu phu. Nhìn Senna bắn trông bất lực không? Bốc đồ trên người cá chê còn random ra quyền trượng nữa thì quá khó cho địch. Những lớp da dày chặn gần như toàn bộ sát thương. Ezreal cầm ấn tuyệt sắc thì gần như không tác dụng. Mạnh ác luôn anh em ạ. Chơi đấu sĩ mà đánh như tử xuất hiện thì không thể bỏ qua, giúp các tướng có trên 1.500 máu, gây thêm sát thương. Nhà lấy nâng cấp giống Kesoju, giờ đã xoay sang tuyết rực phết Disco với một con giáp trông khá quỷ. Thần bài 1 thì không quá đáng lo, nhưng điểm yếu khi không có kháng hiệu ứng đã dần hiện rõ. Olaf liên tục bị giác rồi Nami choáng. Vừa nảy thì Thủy Ngục bồi vào ngay sau.
Qua nửa combat rồi mà cuồng đao mới tích được 10 số thì đới đi. Olaf nằm xuống, xếp bài lỗi nên Kesoju đánh thua đáng tiếc. Na thì lại xin cái tuổi luôn. Na ba đồ trong đó có một đồ ánh sáng trông cũng khá ghê. Mạnh thật khi chớp mắt đã hạ được cá chê. Nhưng trong lúc đó, Olaf đã âm thầm thăm ngàn tích cuồng đao. 25 số quyền năng thì cân 3 là chuyện quá đơn giản. Modern nằm, Olaf còn tí máu mà Na đập hai cái vẫn không hạ được. Thì anh em hiểu sức mạnh rồi đấy. Kesoju có chiến thắng xít sao? Chơi game dễ chưa? Đi chợ nhặt được Illaoi cầm đai lưng luôn. Sau đấu sĩ được hoàn thành. Gặp một nhà disco, nhưng ông này chưa có thần bài. Dựa vào mũi khống chế của Echo thì không thể cản bước Olaf. Annie thì tầm này làm gì còn đam. Blitz cũng trâu đấy, nhưng biết tiểu phu bổ củi không? Càng trâu thì Olaf lại càng có thời gian để thoải mái tích cuồng đao. Người máy gục ngã cũng là lúc Olaf biến thành một cỗ máy hủy diệt thực sự. Hai tay hai dìu càn quét chiến trường, đem về chiến thắng cho Kesoju so easy. Ezreal gặp Olaf thì thôi, bất lực là rõ anh em ạ. Những con bài vật lý không còn quá mạnh mẽ. Ezreal còn chưa có đồ thứ ba thì hết cứu. Nhìn cung ánh sáng kìa, không đủ gãi ngứa cho Olaf luôn. Ông này có không có khống chế nữa. Olaf cứ thế bổ lần lượt Kate rồi Ezreal. Vào overtime thì Poppy có trâu đến mấy cũng phải gục ngã khi Olaf hóa điên. Kesoju có chuỗi 3. Các mảnh đồ cuối giúp anh hoàn thành áo choàng bóng tối cho Olaf. Cuồng đao cùng quỷ thư nhường lại cho Kale. Meta đang người người Karthus, nhà nhà Penta. Thì Olaf lại là con bài không thể tuyệt hơn để counter các bãi rác này. Karthus ba đồ thế giới như này thì anh em đoán xem bao nhiêu cái khúc cổ hồn sẽ hạ được Olaf. Câu trả lời là không thể đúng không? Akali lướt đi thì con đường dẫn tới Karthus đã rộng mở. Akali còn lại cũng không thoát khỏi số phận. Kesoju tiếp tục bay cao với chuỗi thắng. Năm chấm hai, kẹp Disco bổ sung tốc đánh cũng như hút máu cho Olaf. Thần bài về lý thuyết có thể hạ Olaf, nhưng đấy chỉ là khi có một mình hắn ở trên sân. Chưa giờ dàn đấu sĩ vẫn chưa gục thì các lá bài gần như no dam. Xếp bài khá hở hang nên khi Blitz gục ngã thì không còn ai che chắn cho Twisted Fate nữa. Olaf cứ thế tiến xuống, lần lượt thần bài rồi Sona phải chịu chung số phận. Những quả bom từ dàn đấu sĩ cũng dọn dẹp tàn quân. Kesoju không thể ngăn cản với chiến thắng thứ 5. Đem quân đối đầu thêm một nhà Penta nữa, nhưng ông này chơi Mordor cùng Virgo chứ không phải Karthus Akali như bình thường. Nhưng có xoay chuyển như nào thì vẫn phải chịu thua thôi anh em ạ. Cơ bản hai con này làm gì có sát thương để hạ Olaf. Bài Penta thì lại không hề có khống chế. Mordor cũng trâu đấy, nhưng không cầm chân được Olaf thì cũng vô ích. Virgo áo choàng bùa đỏ thì thiếu hụt sát thương là rõ. Có áo choàng nên không dễ kết liễu gã tiểu phu. Mordor cùng Virgo cục ngã thì kết quả cũng đã rõ. Giờ gần như chỉ là cuộc chơi của Kesoju với nhà đồng râm còn lại. Zac vẫn là một thử thách quá lớn với Olaf vào lúc này. Đối thủ cũng khá khôn khéo khi kẹp 3 EDM. Nảy 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 từ một con đã không chịu được, giờ ba con choáng liên tục thì đỡ kiểu gì. Thần bài nhờ đó có vô vàn thời gian tích số cuồng đao cũng như quyền trượng. Còn mỗi Olaf thì không có ai để chia sẻ sát thương từ những lần phi bài được nữa. Kesoju vẫn chưa thể phục thù thành công. Penta thì tầm này không còn vị gì nữa, nên giờ chỉ còn nghĩ cách làm sao thắng được kỳ phùng địch thủ mà thôi. Và sau rất nhiều round so tài, cuối cùng kết quả đã được định đoạt. Cấp 9 được lên, Sona 2 cũng được thêm vào. Lần này anh đã rút kinh nghiệm, xếp Olaf né rắc, nhờ đó được thoải mái hơn. Có Sona nên tốc đánh tăng đáng kể, Olaf nhờ đó dễ dàng xuyên thủng hàng thủ hơn. Ông bên kia lại khá trôn khi để Sona búp giáp, Zeke thì không thể hiệu quả bằng Twisted Fate trong trường hợp này. Olaf cuối cùng cũng hạ được rắc. Sona cùng Zeke chịu chung số phận. 7 chấm rồi nên 24 máu không thể đỡ được một trận thua nguyên nhà. Không còn cơ hội sửa sai nữa. Top 1 mãn nhãn đương nhiên dành cho Kesoju. Con bài dù chỉ một vàng, trông khá là tù trưởng nhưng lại hiệu quả không ngờ đúng không anh em? Thắng hết tất cả các bài hot meta là minh chứng không thể rõ hơn. Chúc anh em thành công với giáo án này nhé. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay, hãy để lại một like, một share, một subscribe cũng như chờ vào nút chuông để không bỏ lỡ các giáo án nhà cà phê nhân phẩm. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.